Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu toán lớp 10. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Thời gian để một công nhân hoàn thiện một chiếc bàn và một chiếc ghế lần lượt là 120 phút và 30 phút. Xưởng có 4 công nhân. Mỗi công nhân làm việc không quá 6 tiếng mỗi ngày. Biết rằng sản phẩm của xưởng luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bàn lãi 200.000 đồng. Mỗi chiếc ghế lãi 75.000 đồng. Số ghế không vượt quá 4 lần số bàn. Bây giờ trong một ngày sản xuất, xưởng có thể thu được lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu tiền? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Chúng ta biết xưởng có 4 công nhân, mà mỗi công nhân không được làm quá 6 tiếng mỗi ngày. Như vậy tổng giờ mà có thể làm được ở đây, đó chính là 4 công nhân nhân với là 6 là 24 tiếng. Như vậy, chúng ta biết, chúng ta sẽ đặt x là số bàn, y là số ghế. Chúng ta biết rằng một chiếc bàn cần 120 phút, một chiếc ghế là 30 phút. Như vậy, mình sẽ quy đổi 120 phút thành 2 giờ và 30 phút thành 0.5 giờ. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ có là 2x cộng 0.5y, phải nhỏ hơn tổng số giờ là 24 tiếng. Tiếp tục, chúng ta biết một chiếc bàn lãi 200, một chiếc ghế lãi 75, chúng ta sẽ có 200x cộng 75y. Tiếp tục, số ghế không vượt quá 4 lần số bàn. Như vậy chúng ta sẽ có y ở đây. Không được vượt quá 4 lần số bàn là x. Như vậy chúng ta sẽ có hai phương trình. Bây giờ chúng ta có phương trình này, chúng ta đẩy 2x sang bên phải. Sau đó chúng ta nhân hai vế cho số 2 thì 0.5 nhân 2 thành số 1. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đường y bằng 48 trừ 4x. Tại vị trí x bằng 0, y sẽ bằng số 48. Tại vị trí y bằng 0 thì chúng ta sẽ lấy 48 trừ 4x bằng 0 thì chúng ta sẽ đi tìm giá trị x. Khi đó nó nằm ở vị trí số 12. Chúng ta vẽ cái đường y bằng 4x thì nó sẽ đi như thế này. Chúng ta biết x và y là sản phẩm thì tất cả x và y bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy, khi chúng ta nhìn vào cái đồ thị y phải nhỏ hơn hoặc bằng 4x thì nó sẽ nằm ở vị trí này. 48 trừ 4x, y nhỏ hơn hoặc bằng 48 trừ 4x thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Cái phần mà giao nhau của hai miền thì nó lại nằm ở vị trí này. Bây giờ chúng ta đi tìm giao điểm ở đây. Thì chúng ta có hai phương trình. Chúng ta giải ra. Chúng ta sẽ có số 6 và 24. Ở vị trí này chính là vị trí số 12, 0. Vị trí này là 0, 0. Như vậy chúng ta có 3 vị trí. Thì
Thì chúng ta sẽ thế ba vị trí này vào cái cục này để xem coi cái nào là lớn nhất. Tại vị trí 00 thì chúng ta biết có giá trị là số 0. Tại vị trí 12 0 thì chúng ta thế 12 vào đây thì chúng ta có 2400. Tại vị trí 6 24 thì chúng ta thế số vào thì chúng ta ra 3000. Nhưng đề đang nói là trả lời theo đơn vị triệu đồng thì 3000 này sẽ quy đổi thành số 3 triệu. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.